Các movie hè của Kamen Rider theo truyền thống thường là những câu chuyện riêng lẻ không có quan trọng đến diễn biến chung của phim chính. Thế nhưng, khi movie hè của X-Gate được lộ diện với cái tên True Ending, mọi người không khỏi bàn toán tranh luận rằng liệu cái kết thực sự này sẽ liên hệ với series chính như thế nào với sự xuất hiện của James Deus, giống với cả boss cuối series chính trong thời điểm đó. Đương nhiên là với việc đang trong cơn sốt X-Gate, mình cũng tranh luận rất hăng, giả thuyết các kiểu. Ngay khi có việc sắp thì mình ngay lập tức tải về xem và mình vẫn nhớ rõ hồi đó mình thích phim như thế nào. Gần đây thì trong lúc cày lại X-Gate, mình có xem lại movie để sống lại cảm giác ngày trước. Vậy thì liệu nó có hay như những gì mình nhớ? Ta hãy cùng bắt đầu video nhé! Phim dài Kamen Rider X-Gate True Ending lấy bối cảnh ngay sau tập cuối Kamen Rider X-Gate. Một người bí ẩn dẫn đầu một binh đoàn ninja lây nhiễm cho dân chúng một loại virus Buster mới, khiến họ rơi vào hôn mê sâu. Nỗ lực ngăn chặn những kẻ này phát tán thêm virus, các bác sĩ của chúng ta, thậm chí là cả Buster như Poppy cũng đã bị lây nhiễm. Nhờ đó thì ta biết được là những người bị mắc bệnh sẽ bị đưa vào một thế giới ảo trong game. Liệu các bác sĩ của chúng ta sẽ phải làm gì để giải mã bí ẩn sau thế giới này, cũng như là giải cứu các bệnh nhân? Bộ phim mang trong mình một cốt truyện khá là điển hình với cả X-Gate, lại một bệnh nhi hành xử lồi lõm ve mu vì vấn đề tâm lý của mình, và gần như toàn bộ bộ phim xoay quanh câu chuyện về đứa bé này. Nhờ phong cách câu chuyện đơn giản này mà mạch phim được duy trì khá là ổn định, không có khoảng nào bị kéo quá dài nhưng cũng không bị chạy nhanh đến mức người xem không theo dõi được. Tuy vậy thì cũng vì lý do này mà phim khá là đáng quên, không có đặc điểm gì nổi bật. Khác với một cái true ending, cái này cảm giác giống một câu chuyện bên lề hơn. Về phần nhân vật, bộ phim giới thiệu 3 nhân vật mới. Madoka là một bé gái bị mắc bệnh hiểm nghèo, đã phải nằm viện trong một thời gian dài. Vì lý do này mà dù có một cuộc phẫu thuật lớn phía trước, em không hề có tí niềm tin nào vào việc mình được chữa khỏi. Mặc cảm với tình trạng của bản thân, Madoka có một mong ước duy nhất là tham gia hội thao để được bằng bạn bằng bè. Để thỏa mãn mong ước này của con gái thì Kagenari Nagumo, bố cô bé, đã tạo ra một thế giới ảo rồi đưa cô bé cùng người dân vô tội vào. Xuyên suốt bộ phim là mâu thuẫn giữa các bác sĩ cố gắng cứu lấy mạng sống của cô bé với Nagumo, người cho rằng mạng sống con gái ngoài đời không còn giá trị so với mạng giống ảo. Mình nghĩ đây là một chủ đề tuy không mới nhưng có thể được triển khai vô cùng hiệu quả để phù hợp với chủ đề sinh mạng của X-Gate. Tiếc là vụ VR với cả giá trị mạng sống thực ảo được triển khai cực kỳ mờ nhạt trong phim, với nhân vật Madoka ít khi được đi sâu vào mà giống như một công cụ để cốt truyện di chuyển nhiều hơn. Em cũng có vài khoảnh khắc đáng nhớ như quyết tâm ở lại thế giới game và tất cả các cảnh liên quan tới Nagumo ở phần cuối phim, nhưng mà tựu chung lại cũng không có gì quá đáng để nói đến. Nhân vật mới cuối cùng và cũng là boss cuối của phim, Johnny Maxima, thì nhạt một cách hài hước. Lão ấy không có một cái gì đáng để nhắc đến ngoại trừ là một lão ngoại quốc thích ninja và mở mồm tự nhận mình là thần bằng tiếng Anh nhưng cố gắng đạo xếp đan một cách đáng xấu hổ. Mình cũng không hiểu lắm về sự ra đời của nhân vật này khi lão không bổ sung thêm bất kỳ điều gì để truyền tải nội dung và chủ đề phim. Chưa kể một nửa thời lượng phim bị lãng phí vào việc tiêu diệt lão này, khiến cho phần nửa đầu phim về thế giới ảo bị lướt qua rất nhanh. Mình không biết chưa với một movie mà form mới của nó là Mighty Crystal VRX, mình đã mong là phần VR nó sẽ nắm một vai trò lớn hơn trong phim. Các nhân vật từ series chính cũng không nhiều đất diễn lắm, trừ việc đứng dưới mưa một cách đầy cảm xúc và làm trò hề trong thế giới ảo. Người được tập trung nhất thì có lẽ là Emu, không phải là có phát triển nhân vật hay gì đâu, nhưng mà ít nhất thì cũng cho thấy sự trưởng thành của cậu dưới vai trò một bác sĩ, cũng hợp lý vì movie này diễn ra sau series chính, còn cái gì đâu mà phát triển. Mà thôi, nhìn Taiga và Nico tấu hài với nhau là vui rồi. Nhân vật chủ chốt của phần phim này có lẽ là Kagenari Nagumo, và mình nghĩ đây là một phần được xử lý khá là tốt cho movie. Là một ông bố bận bịu với công việc, ông đã không thể nào ở bên cạnh Madoka từ khi ra đời và kể cả khi phải điều trị bệnh, không ở bên cạnh con suốt thời gian nó sống ngoài đời thực. Anh cho rằng cuộc sống bệnh tật của con là vô nghĩa. Và thế giới ảo hoàn hảo, nơi mà Madoka có thể tham gia hội thao như mong ước, chính là cách để anh đền tội với con gái. Tuy vậy thì anh không biết rằng ước mơ của con gái không phải là chỉ được chạy hay là chiến thắng cuộc thi ở cái thế giới đấy. Tất cả lý do em ở lại chỉ là để làm vui lòng người bố mình còn chưa từng gặp bao giờ. Những gì em muốn là được dành thời gian vui chơi với gia đình mà không phải ở trong viện. Chớ trêu thay, Nagumo không biết điều này. Và vì mặc cảm tội lỗi của bản thân, anh cho rằng mình không được phép tham dự vào thế giới hoàn hảo của con gái. Điều này giải thích tại sao anh lại là một ninja, người lẩn trốn trong bóng tối bảo vệ người thân yêu. Khoảnh khắc Nagumo nhận ra được mong ước thực sự của con gái, chạy đến bên con sau cuộc phẫu thuật thực sự là một khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất trong bộ phim dễ quên như thế này. Đến độ mình đã quên sạch tình tiết phim, mình cũng vẫn nhớ đến đúng cảnh đó. Qua nhân vật này thì bộ phim muốn truyền tải bài học về giá trị của việc được ở bên gia đình, với bệnh nhân nói riêng và với mọi người nói chung. Một lần nữa, không có gì quá đặc biệt hay kinh khủng, nhưng mà nó hiệu quả nên là ai quan tâm. Một điều nữa mà mình vô cùng thích, đó là việc xuyên suốt bộ phim, cuộc chiến trong thế giới ảo luôn song song với những cuộc chiến ngoài đời thực để cứu lấy sinh mạng Madoka, và hai cuộc chiến đó luôn luôn ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, làm nổi bật lên vẻ đẹp của những y bác sĩ cố gắng hết mình bất chấp hiểm nguy để cứu lấy một mạng sống. Về phần kỹ xảo và hành động,
cũng như series chính, bộ phim làm rất tốt. Dù mình phải thú thật là nó không có gì quá đặc biệt so với cả trên phim thường, mà cơ bản bộ phim cũng không có mấy cảnh có bát từ đầu, mà mỗi cảnh cũng thường là đứt đoạn hoặc là một người áp đảo hoàn toàn người còn lại. Nếu có trận nào đặc biệt thì chắc là trận đánh với cả Jemdeus ở cuối phim. Thực sự xem Muteki dùng toàn bộ khả năng chiến đấu vô cùng thỏa mãn. Sự đổi qua đổi lại giữa góc nhìn thứ nhất và thứ ba, với những đoạn góc nhìn thứ nhất cảm giác giống như đang đánh một con boss trong game, thực sự là vô cùng đã mắt. Về phần âm nhạc thì bài hát cuối phim cũng như là ca khúc chủ đề Life is Beautiful là bài hát mà mình thích gần nhất trong mấy ghét, với giai điệu và lời nhẹ nhàng sâu lắng, mang tính truyền cảm mạnh mẽ về nghị lực để tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống và hy vọng vào tương lai. Vô cùng phù hợp với một bộ phim mà nhân vật chính có điều trị xong, nhưng mà chắc vẫn còn một con đường dài thì mới có thể có được cuộc sống bình thường trở lại. Tóm lại thì dù mang cho mình một cốt truyện khá là điển hình và tổng thể là một bộ phim khá là dễ quên so với những Heisei-gen hay Another Ending của X-Gate, đây vẫn là một bộ phim khá giải trí và dễ tận hưởng, với bài học và thông điệp hay về vẻ đẹp trong cuộc sống, cũng như là vẻ đẹp của nghề y, và xét tới hoàn cảnh hiện tại ngoài đời thực, đây có lẽ là một điều không thể nào phù hợp hơn. Vậy thì đó là hết của video rồi. Nếu bạn thấy hay, hãy like và subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là BeautyTrailer và bye.